ông cố gắng giúp tôi nha vậy nha bye đợi một chút bạn anh gọi lại có sao ừ. dùng lý lẽ thì mình không thể thắng được bên đó nên phải đi đường vòng thôi em có nhờ mấy người có mối quan hệ ở bên đó nhưng họ cũng không giúp được gì <laughs> sao bây giờ em mới nói với anh Em sợ phiền anh Dạo này anh cũng đang rắc rối Nên... Chẳng phải Anh cũng phải có trách nhiệm với vụ này sao Muốn sống cho yên Sao khó vậy Em sợ cái nghề này rồi phải không Vinh quang lắm Tuổi nhục ác cũng phải nhiều thôi Nghe đàn ông các anh nói chuyện hay thiệt Cái gì cũng coi nhẹ như lông hồng hết á Còn phụ nữ các em á Thì khổ vì bệnh quan trọng quá vấn đề Alo, tôi nghe đây. À, ra là vậy. Nếu là chuyện đó thì tôi có thể thu xếp được. Cảm ơn nha. Nhất định tôi sẽ mời ông một chầu nhậu toàn chân dài. Vậy nha, bye. Em có mối thâm thù gì với giám đốc công ty người mẫu Eva không? Ừ, dạ không. À, em nhớ rồi. Có lần gặp cô nàng cặp những người mẫu hoàng hải tới vũ trường. Như anh chàng này cả buổi tối chỉ bám theo em thôi. Vậy thì đúng rồi. Em chạm trán với quản thư thời hiện đại, mà không biết hay sao? Cô nàng này là đối tác quan trọng của Sofia Laza. Sau khi ảnh của anh và em được đăng trên báo, sẵn mối thâm thù với em, nên cổ kích động hãng này đòi kiện em đó. <laughs> Sắc tài chi lắm, cho trời đất ghen hả em? Vậy là em không còn đường lui hả anh? <laughs> em may mắn đó anh đã đào sẵn cho em một cái hố để chui vô rồi đây sẽ là món quà bất ngờ anh dành tặng em <laughs> mẹ mẹ mới tới nè sao cái cổng mở tam quan vậy con vợ con chưa có vậy hả Con có việc phải đi rồi mẹ <laughs> bận tới mức không ăn sáng cùng chồng được à mẹ đừng có trách cổ cô đang có nhiều việc phải lo lắm con cứ vậy á nó cưỡi đầu cưỡi cổ cho mà coi sợ vợ là mốt của đàn ông thời nay đó mẹ <laughs> không hiểu tụi con sống sao nữa nè mẹ có nấu một ít đồ ăn mang cho hai đứa nè con ăn luôn cho nóng nha dạ con mới ăn rồi mẹ vậy để trưa con ăn nghe. Um, mẹ Con có chuyện này Có chuyện gì mà con ấp a à, ấp úng vậy um, Quỳnh Như bị một công ty kiện Bị kiện Sao lại bị kiện Dạ Nhiều khả năng Việc này không thể thương lượng được Báo chí cũng sẽ làm mà Mỹ lên Hết chuyện này là chuyện khác Nhưng sao lại kiện Ừ Có phải vì vụ hình ảnh trên báo kia rồi không dù có chuyện gì xảy ra Thì ba mẹ hãy rộng lượng với Quỳnh Như Đừng trách mắng cổ Được không mẹ Đến giờ này á Con còn minh dịch cho nó sao Nếu nó không sống buông thả Thì làm sao ra đến nông nổi này Thôi em đi nha Khi nào có kết quả Nhất định em sẽ mời anh một chồng Toàn là gái chân dài phải không <laughs> Tất nhiên rồi Em có muốn đi đâu cho khuây khỏa không? Nhưng... <laughs> em bắt đầu biết sợ từ khi nào vậy? <laughs> em chỉ sợ cho anh thôi <laughs> Vậy thì đi thôi Anh cũng đang muốn xả stress đây Đi Không có lửa thì làm sao có khói Công ty lớn như vậy á Người ta không kiện cáo chỉ vì tin đồn đâu à mà nè nhưng dịp này á con kêu vợ con nghỉ việc luôn đi mẹ thấy cái nghề người, người mẫu á không hay ho chút nào hết á hết đánh ghen rồi lại bồ bịch về lại kiện tụng nữa à, tình ngay lý giang mà biết đâu cái giới nghệ sĩ giả giả thật thật có ngày con bị cắm sừng như chơi đó mẹ nói vậy quỳnh như nghe thấy lại buồn đó mẹ nghề gì cũng có người xấu người tốt đó mẹ trước khi lấy con á quỳnh như nó người ra sao á mẹ không cần biết bây giờ á là vợ con rồi nó lại ra như vậy con không thấy cần phải chỉnh đốn nó hay sao ừ. à, không nói trước được điều gì đâu con tốt nhất á con tính cho mình một con đường lui trước khi mọi việc trở nên tồi tệ chuyện này mẹ cứ để con bàn với quỳnh như dù sao Ý kiến của cổ vẫn là quan trọng nhất Con hãy tự quyết định đi Chuyện gì cũng chịu thua vợ là sao Hai đứa cũng lo sinh con đi là vừa Có con cái Thì vợ chồng mới gắn kết với nhau được uhm. Này người yêu dâu ơi Em đã nghe gì trong tiếng sông Biển xanh với nắng hồng em đẹp như ngàn năm cổ tích đẹp thì có đẹp á nhưng mà chảnh quá ừ. chảnh thì có chảnh nhưng đã đổ vợ với thằng đó thì kiểu gì cũng ra đây tìm mình thôi lúc đó đừng có trách anh vô tình nha cứng biển xanh với nắng hồng Em đẹp như ngành năm cô tiết Kéo xuống đi anh, kéo xuống đi à, 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 à. Làm sao bây giờ Tế quá Không à. sao Anh sẽ câu cho em con cá khác anh nổi tiếng là sát cá mà Em tưởng anh chỉ sát gái thôi chứ Có cô anh muốn sát mà có chết đâu Chỉ đây lúc cô chết đừ người ra Thì anh trẻ mất dép rồi Nếu có nhìn vào được anh thích á Tốt nhất là nên tỉnh táo Nếu không là mất cả chi lẫn chài đó Em tính toán quá trời luôn Nhưng mà nè Người tính không bằng trời tính đâu đó nha Vậy thì em cứ để cho trời tính tới đâu thì hay tới đó liều lĩnh vậy mới là em chứ <laughs> cái kháng câu kìa mẹ ờ à. có gì ăn không mẹ bộ con chưa ăn tối sao ừ. ba đâu mẹ ba con á có ông bạn mới từ hà nội vào chơi đi rồi nếu vậy con ăn khỏi chừa phần ba luôn ha trời ơi lấy chén ăn đàng hoàng đi con không cần đó mẹ Con ăn chút xíu thôi Phải chưa bụng về ăn cơm với ba con thằng Mộc chứ Lâu lâu để ba con thằng Mộc ăn một bữa có làm sao Nói như mẹ nó làm gì Thật ra Mà thôi Nói chuyện này ra cũng chẳng hay ho gì Chẳng là thằng Thiền nó nấu đồ ăn dở quá Không ăn được mới chạy qua đây chứ gì ừ, Sao mày biết ai vậy <laughs> Không đổi đời được đâu con ơi Sinh ra làm thân đàn bà thì suốt đời ở trong bếp thôi. Mẹ chừng này tuổi rồi, con không biết nữa hay sao? Mẹ này, vậy không lẽ bao nhiêu công sức của con đổ sông đổ biển sao? không chịu đâu. Đừng cố chấp nữa con à, già néo đứt dây. Mình hành chồng quá, không sợ nó kiếm chỗ nào ngọt ngào cho ấm thân à. Thôi, chiều gì thì chiều, chứ cái thối động đảnh của mẹ mẹ chịu không nổi đâu. Mẹ còn đang tỉnh táo lắm đó. Thôi đứng lên đi về đi Tôi ừ, Thôi con không về đâu Anh nấu đồ ăn con nuốt vô không có được ừ. Con hỏi mẹ chứ nấu bảy món Nào là cá nè, thịt nè, trứng nè, tôm nè Món nào cũng cháy khét hết trơn á Đến nỗi món canh này cũng cháy khét nữa Làm sao mà nuốt nổi Đàn ông con trai ai mà chẳng vậy Không nuốt được thì vô bếp mà nấu ăn Mẹ này Con đang đổi đời Mà mẹ cái bàn ra không à Ngon không mẹ con chào mẹ mẹ ơi tối nay cho con một suất cơm nha chị cũng qua đen cơm hả ừ. mẹ bữa nay mẹ tha hồ đông khách nha chắc không phải một mình con muốn đổi đời đâu ai đó cũng vậy kìa ừ. ba nhanh lên đi ba nè con thử món này đi dạ mắng quá ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ, ngon hơn nữa ừ, ừ, mặn quá ừ, ngon quá lạc quá à ba gọi cho con cho con nước tương món này sao con ừ con không thử đâu ba ừ ba hết cách rồi món cuối cùng đó con thôi được rồi để con thử cho sao con cay quá ba ừ. cay quá bà hỏi gì hôm nay vậy ừ. ừ. cay quá Êt, cái <laughs> quá Cái quá Ba bỏ tạc vô mà ba không biết hả ba Trời ơi con lại ba luôn á Con không thèm thử món mà ba làm ở đâu Alo em hả Sao? Sao lại không về ăn cơm? Alo? Alo? Con chứng mặt có bà ơi Con? Con sao vậy? Có sao không con? Mẹ con không về ăn cơm Con nghĩ mẹ ăn cơm no ở đâu rồi đó Nếu mẹ con bỏ đi như lần trước thì Có thể lắm Dạo này con thấy mẹ sao sao á Làm như người mất lý vậy Tại sao ba lại dành nó ăn với mẹ Vì ba muốn được lòng mẹ của con Con cứ tưởng trong phim mới vậy Ai ngờ ba mẹ cũng sến <laughs> À hay là con có cách này nè Cách gì vậy con Bây giờ á Mà con siêu nhân nè Mà con robot trái cây nè Được không ba Được Vậy con nói nha <laughs> yeah! yeah, ăn nhiều đi con. Giờ này á, trong thiện nhà con đang phát điên lên. Ông làm sao dám nghĩ là con dám bỏ nhà đi lần nữa? Quyết tâm đổi đời. Nè, bộ mấy ngày rồi gì bị bỏ đói hả? Mẹ, mẹ nhìn gà nó ăn còn nhiều hơn con nữa đó. alo thiện hả ừ vợ con nó đang ở đây nè nó ăn rồi con đừng có lo nó có bao giờ nhịn đói đâu mà con lo thôi được rồi chút nữa mẹ kêu vợ con về cho ha mẹ này sao mày lại nói là con ở đây lại còn nó có ăn cơm rồi nữa là sao mày muốn đổi đời á thì nhịn đói luôn đi làm cách mạng làm gì nữa thôi về với chồng dùng cái đi Hay con chán mẹ rồi con về đây chị về đó nha ừ <laughs> con có chuyện gì muốn nói với mẹ không con thèm cơm mẹ nấu nên đi về nhà thôi bữa nay anh mạnh khương về muộn mẹ nhưng mẹ biết là hai đứa đang có chuyện gì đúng không nhưng cái gì á cũng phải cố gắng nha con chuyện gì á mình bỏ qua được thì cứ bỏ qua không may á gia đình mà đổ dở đó thì chỉ có thân đàn bà mình thiệt thôi thôi ăn xong rồi con đi về nha có giận nhau á thì cũng đừng bỏ đi đừng ngủ riêng làm như vậy đó vợ chồng sẽ dễ thành xa lạ lắm Cảm ơn anh Hôm nay em thấy rất là vui <laughs> Em cảm ơn Xuân vậy thôi sao uhm. Anh thay đổi nhiều hơn em nghĩ đó Nhưng điều đó Làm anh trở nên hấp dẫn hơn <laughs> Nếu bây giờ thả em bay Em có dám bay không <laughs> Vậy còn anh em lại làm khó anh rồi. <laughs> Chẳng phải cả hai chúng ta đều đang đi tìm câu trả lời sao? Cũng phải. Nhưng đáp án có lẽ sẽ khác nhau. <laughs> Vậy thì tốt nhất anh hãy giữ câu trả lời cho riêng anh đi. Em muốn câu trả lời là gì? <laughs> em cũng có đặc quyền đó sao? <laughs> Chắc chuyện đi chơi hôm nay em cũng phải giữ bí mật chứ. Tất nhiên rồi Em là tâm điểm của báo chí mà <laughs> Ôi Đợi em Đợi em Em không đến Sao giờ này không thèm gọi điện thoại cho mình vậy ta Ừ uhm. <laughs> em có điện thoại anh đợi em chút nha chuyện gì ủa cả ngày bà đi đâu mà không ghé qua cửa hàng vậy cửa hàng của ông mà chứ có phải cửa hàng của tôi đâu bà nói gì kỳ vậy cửa hàng của tôi cũng là cửa hàng của bà chứ <laughs> vậy ngày mai á tôi kêu người qua bán ha Nè, cái cửa hàng đó là từ đời ông, từ đời cha tôi để lại, xong tới đời tôi, sau này là đời con cái tôi, nghe chưa hiểu chưa? Vậy ông ngồi đó mà giữ cho con ông? Tôi đang rất là bận. Ê, tôi chưa nói xong mà. Con cái của tôi á thì cũng là con cái của bà đó. <laughs> nè, ông lấy cái chảo ấy. đập lên đầu cho tỉnh đi ha. <laughs> Biết giờ tôi đang ở đâu không? <laughs> Ở một nơi cực kỳ lãng mạn Cùng một anh chàng phi công Cực kỳ đẹp trai Có nến nè Có hoa nè Có rượu nữa Cái gì? Bà nói gì? Hai người định có con với nhau hả? Không được! Không được! Không được mà! Không được làm gì? À! À! Dạ. À! Dạ. Ừ. <laughs> Mình phải uống một viên vitamin Để có sức chiến đấu tới cùng Ây, à. Ây à. Anh về rồi hả? Anh phải đi tiếp về vị khách làm ăn Anh tắm rửa đi Em nói chút gì đó cho anh ăn nha Không cần đâu Về thôi đem chuẩn bị quần áo cho anh <laughs> Hôm nay em có chuyện gì vui à? Ừ, rất vui Có nhiều khả năng Em sẽ thoát khỏi dù rắc đối Với hãng Sofia Plaza Thiệt hả? Ừ Em làm cách gì vậy? Một người bạn giúp em Ai vậy? Ừ, anh không cần biết đâu Anh cũng phải tới cảm ơn người ta chứ Anh là người không thích lễ nghĩa cứ để chuyện đó em lo ừ vậy cũng được <laughs> em thơm quá ừ. anh ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa <laughs> anh thích ôm em hương thôi đi nghe lời em đi ngủ đi ừ. em à hay em nghĩ việc đi ừ. sao vậy anh ngủ ngon nha Em ngủ ở đây đi Anh xin lỗi Hôm đó anh quá nóng nảy Em và Duy Bình đã không còn gì hết Nếu như anh không cưới em Em và Duy Bình cũng không thể đi chung trên một con đường được Anh biết Những ngày qua em đã phải nghĩ ngợi rất là nhiều về điều gì nếu như em sớm nghe lời anh nghĩ gì có lẽ cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn bây giờ em đừng tự trách mình anh cũng có lỗi mà mạnh khương em đã quá cố chấp em xin lỗi anh cũng xin lỗi em <laughs> anh nhớ em lắm em có biết không lúc không có em ngủ chung anh khó chịu lắm lúc em khó khăn anh đã không tìm cách giúp đỡ giờ lại còn bàn ra nữa nếu không muốn ở nhà thì em có thể tìm một công việc khác còn ngày người mẫu nghề người, người mẫu thì sao? Anh thấy xấu hổ về em lắm hả? Để anh nói hết có được không? Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ kỳ thị với nghề của em. Nhưng em là người trong cuộc, em biết rồi đó. Em muốn sống yên ổn, nhưng người ta có để cho em yên không? Chuyện này chưa xong, lại tới chuyện khác. Em, em làm sao chịu nổi? Em không chịu nổi, hay anh không chịu nổi? <laughs> Sao em lại cố chấp vậy Anh chỉ muốn điều tốt nhất đến cho em thôi Dù có chuyện gì Thì em cũng không nghĩ việc đâu Em đã cố gắng rất nhiều Để có được thành quả như ngày hôm nay Anh cũng biết rõ điều đó mà Sao lúc nào Anh cũng kêu em nghĩ gì hết vậy Bye bye honey Bye bye em Chúc em ngủ ngon Nhớ mời về anh nha <laughs> Nè 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 Hoa Đắc Hoa Đắc Giang làm gì Đi đâu với nó vậy Kệ tôi Không liên quan gì tới ông hết á Giang nói gì kỳ vậy Nhưng Gian là người đầu tiên với tôi Giang phải có trách nhiệm chứ Ông Ông còn dám nói chuyện đó với tôi nữa hả Biết <laughs> biến liền đi giang ơi giang 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 đi về đi giang 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 tụt Dạ, giang giang ơi giang giang Dạ yêu à anh vậy rồi anh đã ăn đồ ăn của em nấu giờ anh đang ở công ty được rồi tối anh sẽ về sớm để làm gì em biết không nằm trong chăn và đợi em ba vợ yêu nhé em có thể nói chuyện với anh được không ờ à, tất nhiên rồi em ngồi đi anh có chuyện gì vui vậy một điều bất ngờ à hồi nãy trong hành lang đi lên phòng anh á em có nghe nhân viên bàn tán về chuyện của anh và em đúng là đồ nhiều chuyện anh khó chịu với họ hả? Những lời đàm tiếu Có bao giờ hay ho đâu <laughs> Cũng đúng Chắc em phải ra khỏi đây Cả thiên hà lại nói ra nói vô những lời không hay à, Em đến đây Không phải đi theo dõi tâm trạng của anh chứ Anh nói vậy là em tổn thương quá <laughs> Coi em kìa Dựng hờn phải không Nè Có tin vui cho em đây Gì vậy anh vụ thâm thù của em và cô nàng giám đốc eva coi như xong chiều nay cô ấy sẽ có một cuộc trao đổi chính thức với sophia laza về việc rút đơn kiện em thiệt hả anh ừ. <laughs> em vui quá cảm ơn anh nhiều lắm <laughs> dư luận lại có chuyện đàm tiếu rồi đấy. ủa máy bay cất cánh rồi sao giờ này còn ở đây có chuyện gì à? Sao mặt hớt hớt hà vậy? Đủ thứ chuyện trên đó hết trơn á Tôi chạy báo cho bộ phận an ninh đây Hành khách kéo nhau xuống sảnh hết rồi đó Họ đang làm em làm sách ở dưới á Máy bay lại có vấn đề à? Khi không á, chuông báo động gian lên in ỏi Hành khách tuôn chạy xuống máy bay hết Họ sợ có sự cố Mặc dù tôi và thuộc dân á Báo là có người nghịch cửa thoát hiểm Nhưng không hành khách nào chịu tin hết á Họ, họ chen lấn xô đẩy Mong tìm cách thoát khỏi máy bay cũng mai là máy bay chưa lăn bánh á à tội nghiệp một mình bà dân ở đó chịu trận thôi tôi đi báo cho an ninh đây hết sự cố này đến sự cố khác mệt mỏi ghê chắc mình bỏ nghề quá à hả có ai bị làm sao không không sao là may rồi ờ à, thục nhân có bị làm sao không bị thương nhẹ à được rồi để tôi gọi cho cổ coi sao vậy nha cảm ơn ừ. không có em chắc là chị mệt với đám khách quá kích đó lắm phải không vì đâu á nganh nhau thấy sợ luôn họ cứ chen lấn người á thì đòi trả tiền vé lại người thì đòi bồi thường <laughs> tất nhiên rồi khi sự cố xảy ra mà do lỗi của hãng hàng không của mình thì mình phải xin lỗi phải chia sẻ với khách chứ em vậy họ mới thông cảm với mình ủa vậy chị bị hư thai do hành khách chen lấn thì ai thông cảm cho chị thì mình làm nghề mình phải đành chịu thôi em thục dân thục dân có điện thoại nè thục dân để quên điện thoại nè cảm ơn em alo em đây ờ à, anh nghe nói chuyến bay của em gặp sự cố vết thương của em sao rồi chỉ là vết trầy nhẹ thôi anh à vậy là tốt rồi em đã uống thuốc chưa em cũng định đi ra ngoài mua thuốc đây Em phải cẩn thận đó nha Kẹo vết thương bị nhiễm trùng là nguy hiểm lắm đó Dạ, cảm ơn anh Không có gì Em nghỉ ngơi đi Bye ừ. Bye bye anh Sao anh lại để chuyện công, chuyện tư lẫn lộn như vậy? Tôi đã cắt hợp đồng với cổ Anh còn lén lút Để cổ đi diễn ở tỉnh là sao? Dạ, Tại tôi thấy cổ tội quá, ngày nào cổ cũng tìm tôi xin xỏ, giả lại hoàn cảnh nhà cổ cũng tội lắm. Đây là công ty chứ không phải trại tế bần. Anh cho cổ nghỉ việc ngay. Dạ, giám đốc, em đã cho cổ nghỉ việc rồi ạ. À. Còn anh nữa. Ngày mai anh cũng nghỉ việc luôn đi. Giám đốc, giám đốc, bỏ qua cho tôi đi giám đốc, mà anh ra cho. Tôi đang rất bận. Giám đốc ờ em ơi <laughs> dạ chào chị ừ uhm. chị có việc nhờ em giúp một chút được không chị sao vậy dạo này công ty đang rối tung lên vì sự cố máy bay mà chị còn xin nghỉ việc là sao em biết nghề của chị rất là vất vả nhưng mà chị có thể cố gắng thêm một chút nữa được không công ty hiện tại đang rất cần những người có năng lực và tâm huyết như chị em nè mong em hãy hiểu cho chị chị dạ chào chị à dạ em sẽ giải quyết ngay bây giờ ạ uhm, việc của chị đợi một thời gian rồi tính tiếp nữa được không em à em cầm giùm chị đi em có nhận đơn hay không á thì ngày mai chị cũng sẽ không đến hãng được nữa thôi được nếu chị đã muốn như vậy thì em cũng không ép Lúc khó khăn mới biết mặt nhau Á à, Hậu ơi, cho tôi xin một bài phỏng vấn nha. Anh ơi em không có gì để nói đâu Em đang quan lâu rồi Mà đời sống của em rất là phản lặng Các anh thông cảm giùm em nha Cho anh xin 15 phút thôi Dân tình đang quan tâm đến đời sống của các người đẹp lắm Giúp tụi anh nha <laughs> Thúc Vân Anh Huy Hai giờ nữa mới có chuyến Sao anh đến sớm vậy? Anh thấy lo Nên tới coi mọi người có cần giúp gì không? Em mệt mỏi lắm phải không? Sao anh hỏi vậy? Lo việc gia đình Là phải lo việc bay Không mệt làm sao được Nhưng anh tin Em sẽ làm tốt mọi việc Dạ Alo em đây Em đang chuẩn bị về Gặp anh ở nhà nha ừ, Bye bye Thôi em về nghỉ ngơi đi Anh cũng đi đây Anh Huy Anh đi cẩn thận nha ừ. Bye bye, Sao con? mẹ về. Ừ. <laughs> con đói quá. Ủa ăn cơm hả? Dạ. Ừ. Yeah. Wow sao nhiều đồ ăn quá vậy? Toàn là món em thích không à? Hai cho con nấu hả? À? <laughs> ừ. Trời hai cho con tuyệt vời quá, cho mẹ tưởng cái coi tưởng ba cái coi <laughs> Trời ngon quá ngon quá phải ăn mới được. Nhưng mà mẹ đi tắm đi rồi hãy ăn. Ừ, ăn rồi mới tắm chứ con, đồ ăn ngon vậy sao mày nhịn được? Thương quá, à. thương hai cha con quá. À. <laughs> Đồ ăn ngon quá à. Mẹ ăn căng cả bụng luôn á Ủa em đi đâu vậy Uống nước Được rồi đem rót cho Được rồi để em lấy Để con lấy cho Mẹ lấy được mà Ngồi im Trời đất ơi Cái gì đây Nè. Uh, cái gì đây? Uh, uh... <laughs> em đang có bất ngờ để dành tặng chồng đấy <laughs> giám đốc giám đốc anh tới đây làm gì giám đốc có thể cho tôi một cơ hội được không giám đốc tôi không muốn làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp anh về đi tôi xin giám đốc mà tôi bị đuổi việc cả gia đình tôi chết đói mất đó là việc của anh tôi xin giám đốc một lần này thôi bà tôi đang đau nặng nếu mà không có tiền chạy chữa bà tôi không qua khỏi tôi xin giám tôi đốc tôi không mà. quan tâm giám đốc giám đốc tôi xin ông mà cho nó cơ hội đi giám đốc cho nó một cơ hội đi giám đốc giám đốc giám đốc cho tôi cơ hội lần này đi giám đốc anh hả dạ anh sắp về chưa dạ em đang trên đường về em về nhanh nha anh đang ở nhà đợi em nè dạ hmm. anh nghĩ mình là ai mà nói năng với một nhan sắc đẹp như tôi hả tôi là duy bình thôi nhưng mà có chuyện gì mệt quá lòng vòng hoài anh hồi hộp hả sao mấy người đàn ông các anh cứ sợ bộc lộ cảm xúc như gì á ừ, ờ hồi hộp đó em nói đi <laughs> em với anh hẹn hò nha Anh vừa nhớ tên Tụi mình hẹn hò lại đi không chịu hẹn họ anh định lang thang một mình vậy em cũng ngon duy bình anh duy bình <laughs> thục ừ. Nhân sao tình cờ quá vậy mỗi khi anh buồn á anh thường hay ra đây cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều lâu quá rồi phải không anh Ừ. Chuyện hôm nọ em hơi xúc động nên Cũng tại anh không ý thức được vị trí của mình Nên đã làm em đau khổ ừ. Ừ. Em sẽ ổn thôi Gia đình nào mà chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt Nhưng rồi cũng sẽ qua hết Thôi em phải về đây Để anh đưa em về Dạ thôi, không cần đâu anh Em nhớ sống cho thật tốt nha Còn anh, hãy tìm cho mình một người đi Ừ